Xin chào buổi sáng nha. Sáng hôm nay Lan chuẩn bị làm món ăn sáng cho Lan với ông xã Lan. Cái đây là cái xúc xích mà người ta làm bằng huyết heo đó nha bà con. Tây người ta cũng ăn huyết nha, con này xúc xích thường. Con này salami là thịt đông khói mà có vị cay nha, rất là cay. Còn kia thịt bò giống như là người ta làm hem á bà con, thịt bò hem, trứng gà sống. Còn cái này trái ớt mà trái chuông á. Rồi người ta để chi ở trong. Còn đây ô liu với chi với cà. Bây giờ bắt đầu đang đi chiên trứng với chiên xúc xích đặng ăn bánh mì với giá sáng. Bây giờ buồn quá chỉ có ăn vui thôi bà con ơi. Đang khen cái cây tắc đó, chút làm quay sơ cho bà con coi. Trái hôm nay mình cắt cả rổ rồi đó nha. Trái dữ lắm. Một cọng này còn mấy cái thịt nguội kia thì không có cần chiên. Cây lãng tử hoa, cây lãng tử hoa, bớt dễ rồi. Trứng ra trước, trứng trứng là để trứng qua không ngon. Ê một trứng, anh ăn một trứng hai trứng. Hai trứng nha, ăn mà không biết kệ nó hai trứng đi, chả mà nói chuyện nghe đã không. Rồi đây nó mập quá rồi, ăn hai trứng nữa mệt lắm. Một trứng thôi. Bây giờ trứng là bà con làm bắt lửa làm lấy ra. Làm thì ăn một trứng thôi. Giờ sáng nay Lan chuẩn bị làm khớp bà chi nộ nha bà con. Đây mình mua khớp bà chi nộ sẵn rồi bà con. Ở ngoài tiệm người ta bán. Để dùng gói. Cái này sữa đang quay nóng rồi nha. Mà Lan uống thì hơi đậm hơn người ta nên Lan để thêm một muỗng cà phê nữa. Một muỗng đường. Nước sôi Lan để rất là ít nha bà con, chút xíu thôi, không có để nhiều. Một chút thôi. Bên đây cũng vậy nữa nè, miếng thôi chứ không có để nhiều. Sữa nhiều cho nó ngon. Rồi bây giờ Lan để chốt lịch vô. Cái này chốt lịch của trong cái hộp á, người ta cho đó, mình để vô. Và có một ly cappuccino nè bà con. Đó, giờ đầu Lan làm cho anh Liêm. Chào cả nhà nha, Lan đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. Bây giờ mời bà con ăn sáng với hai chồng mình nha. Mời cả nhà ăn sáng. Wow, không biết vừa ăn hả mặn mà chia mệt mặn mà để dữ vậy ông hai. Hai ơi, muối. Đây em biết muối rồi. Đây.
mì chắc bơ cho mình đó. Em không cần chắc bơ đâu, dư bơ rồi, mập quá rồi đó. Rồi mời cả nhà ăn sáng với hai chồng mình nha. Mời cả nhà ăn sáng đấy à. Đó. Này lên lấy lặng miếng đi. Ủa ăn mặn lắm bà con. Mình thì sợ tăng xong, mình bị tăng xong sợ. Ủa thử giùm em cái cọng xúc xích này là nói cho nghe coi nó ra sao. Xúc xích huyết heo. Wow, lần đầu tiên mới mua ăn nha, gặp bán hoài mà không có mua. Để ăn thử coi nó ra sao nha bà con. Hồi nào giờ không có ăn nha. Ngộ quá. Huyết heo. Ờ huyết heo mà làm bở nghiệp. Bởi vì phải chưa ăn bị chê. Sắc ra nó bể. Nó bể hả? Tại nó không để bột phải, để bột vô cũng là gì đâu. Cũng được. Mời bà con thử nha, xúc xích huyết heo. Ngon. Cũng ngon chứ. Cũng đủ thì nó ăn. Chắc không bằng cái xúc xích này. Cũng lại ngon hơn. Cái xúc nó xích này thì ngon rồi. Em không chắc bơ đâu. Cái bà hình như nghiêng vậy anh. Phải không? Không. Con này ngon lắm bà con. Cái cục trái chưa ớt mà ớt chuông nè ta lăn. Cắt ra đi để nó. Ngon. Ngâm chua chua ngọt ngọt. Ra đây ngồi ngoài ra cho vui. Dòng trời chú ảnh. Ở sau này là gió lạnh lắm. Gió ngoài bệnh. Ở sau nhà mình nó phải mùa hè á. Cái suối ngon á. Cái gì đó. Cà. Cà. Trời ơi, ổng kêu nghe tội nghiệp, mấy người Tây mới nghe cái phê thảm. Cục chi ra vậy, ổng kêu là chi thúi. Trời ơi, bỏ bài ông này luôn rồi. Chi thì nó phải có cái mùi chi. Đặt tên hết biết không. Cái bước hàng được cho anh. Không ngon mà nó trọng chia thôi. Nhưng ăn cũng được. Đá này của cô em mình đi tập thể dục. Mà đi ngoài đường mà cổ sợ mấy con vịt nó bay tùm lum đó. Mấy cái dây trùng nó bay cổ không chịu đi kìa. Trời đặt cổ nhát hơn cái gì nữa. Mình thì đã nhát rồi cổ nhát hơn nữa. Lấy giờ gió sức vô lỗ mũi. Là... ông xã mình kỳ này quá. Để mình kể cho nha. Quá. Liên. Đâu đâu có đem theo không? Không. Ở trên xe. Qua cái trận dịch này là ông xã mình là bị bệnh về ghiền dầu. Mới ngày qua nói có khi nào vài bữa ghiền giống mấy chế ở Việt Nam không? Mua cho mình không? Ông anh không có xài dầu nước xanh mà mình mua cho cái dầu mà quay mà không gì à? Nước trắng mà mai quế lộ hay gì á của Hồng Kông một ve chút xíu vậy nè 11 đồng bỏ một túi sức. Qua cái đợt này lật ra nhỏ ghiền dầu luôn đó. Chết rồi, cũng sợ cái gì trùng nó bay vô lỗ mũi. Không biết ai chỉ đâu. Cái đầu đi tới đầu sức dầu vô cái lỗ mũi. Nghe vui không? Trời ơi. Nãy giờ bà con để ý không? Dăng đó mà không có chiếc xe chạy ngang luôn. Ăn thêm mấy cái thịt nguội đi. Anh nói thích thì ăn đi nè. Không đủ rồi. Đủ rồi. Ngon quá. Ngon quá không? Thịt bò này cũng ngon, mà con bò đúng khói. Hem chứ. Ngon quá. Nãy giờ chưa gói cái trứng nè. Ăn miếng trứng nè. Dâu trên kim sẽ làm về mà con có đủ rồi. Trời ơi, ngon dễ sợ. Dâu của Mỹ. À, giống giống của Mỹ hả? Ừ. À.
Cái giờ này đâu có máy bay đâu mà mấy lần qua. Cái lá sạch tàm. À, cái giờ loại dâu Mỹ, trái nó bự gì? Loại dâu Úc đó, giống của Úc nó nhỏ còn một nửa này. À. Anh gọi hồi lọ bộ đi chơi. Ngủ cô em mà lại xạo quá không đi rồi. Hồi mình đi. Tại bây giờ cơ cảnh sát quên tính nấu công an cảnh sát ta bắt ta chặn lại người ta thử đó bà con. Nên khi đi bắt tử ngoài đường người ta chặn lại người ta thử coi mình có bệnh hay không. Thử thử đâu có gì nếu có bệnh thôi. Thì có bệnh đi vô chị. Bệnh gì chị? Có thôi nói gì đó. Nhẩm đi. Ở đây có số tiền cũng bạc đâu chả. Mà ghê quá à. Hôm nay bệnh lại nhiều quá trời bà con ơi. Tôi các có... nước không phải là. Ê anh ơi sao cái trứng gà nó còn sống anh ơi. Ốp la quá à, em không thích được. Bỏ anh dùng đi. Ui giờ. Đó là chắc no rồi bà con là bộ. Đi đi qua Nhật các bà con. Cái mà ăn á, mấy người Nhật người ta ưa ăn cái trứng gà. Cái cơm vậy nè, cái trứng gà trồng nguyên trứng, trồng trắng, trồng đỏ, ta đập, ta để vô, ta ăn, ta nói ngon lắm mà mình không dám ăn nha. Đi qua bệnh đợt đó đi chơi chứ không, 2 năm trước không dám ăn. Mình đi có thằng Minh, đợt đó thằng Minh nghiêm vậy thử đúng không? Chắc nghiêm chứ thằng Minh không dám. Không biết hai, trong ăn nữa, có thử, em có thử. Ừ, cơm nóng á, đập vô chín hả? Chín không? Đó, mà trồng trắng luôn đấy là chín. Mà người ta nói không? Cái tù Nhật nó nói là cái trứng gà đó cho ăn sống là ta kiểm kỹ lắm. Ta kiểm dịch kỹ lắm. Ta coi kỹ người ta mới cho ăn sống. Giống như cái loại nào ăn sống ta phân biệt riêng á. Mà mình cũng thấy ghê quá không dám ăn. Chiên sống sống còn thấy sợ nữa làm sao mà ăn sống được. Ngon. Mười giờ rưỡi sáng là tụi con mình nó còn ngủ trên nào đó. Mấy đứa ngủ trễ. Ăn ngủ thì cà phê luôn. No luôn phải không? Mà bà con Úc uống bà cấp bà đi nò bà con. Ly này là bán 4.50 á. Nó nhỏ hơn ly mình chút nữa. Nhỏ hơn. Mà nhà thì chắc cả 2 đồng. Không có đâu. Rẻ mà sao tay nó đi uống đầy luôn đó bà con. Ừ. Nó thích ra ngoài nó chuyện dốc thích đi mà chơi. Nó bệnh cũng nhiều nữa. À, cắm cắm nó đi ầm ầm đi đi rồi sợ gì đó. Bởi vì người Việt mình ít bị bệnh hơn là vậy đó. Nghe ăn gì chết chóc là sợ là chết luôn. Mấy người tay cũng sợ. Ừ. Ngon quá bà con ơi. Rồi mời bà con uống cốc bà chị nội với mình nha. Thôi tới đây là xin kết thúc phim nha. Bà con coi có thích gia đình mình thì cho tụi mình xin một like và ủng hộ hai chồng mình. Thành thật cảm ơn nhiều bà con. Nói chuyện ra khói. Bye bye bà con. Bye bye. Lạnh đó. Nãy giờ chị mới thấy chiếc xe chạy ngang đó.